Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, thấu hiểu những vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải, SkyShop luôn nỗ lực không ngừng để mang lại nhiều giá trị hơn tới khách hàng và các đơn vị vận tải thông qua giải pháp quản lý phương tiện vận tải bằng camera giám sát hành trình, Camera Tracking Solution. Giải pháp quản lý phương tiện vận tải bằng camera giám sát hành trình, Camera Tracking Solution có các tính năng như giám sát hành trình, định vị, giám sát phương tiện, thông báo trạng thái hoạt động của phương tiện. Tính năng camera, chụp, lưu trữ, livestream, quay, xem lại video, phát hiện lái xe ngủ gật, tích hợp với các thiết bị ngoại vi khác như các loại cảm biến nhiệt độ, cảm biến nhiên liệu, cảm biến báo cháy, báo khói. Đối với sản phẩm của bên mình thì mình rất là tự hào, tại vì sản phẩm của mình là sản phẩm đi đầu, mình sử dụng các cái CPU công nghiệp chuyên sử dụng cho cái ngành sản xuất camera. Và ưu điểm của mình là trong cái thời gian nghiên cứu mà mình đã làm rất là lâu năm rồi thì các sản phẩm mà vận hành trên thị trường, trên cái môi trường làm việc đó là xe ô tô thì cần phải chống va đập, chống cháy nổ rất là nhiều, nên mình đã nghĩ đến cái chuẩn aviation trên hàng không. Thì cái sản phẩm của mình đã được kết nối camera đối với cái đầu ghi của mình bằng chuẩn hàng không đó. Ngoài ra thì sản phẩm của mình thiết kế rất là gọn, và trước đây thì có tiêu chuẩn QCVM31 thì chỉ có giám sát hành trình thôi, nhưng sau này thì bên mình đã tích hợp QCVM31 và camera vào một sản phẩm duy nhất để làm sao để cho sản phẩm của mình nó tiết kiệm điện cho xe, thứ hai là tiết kiệm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Giải pháp quản lý phương tiện bằng công nghệ camera giám sát hành trình của SkyShop giúp người sử dụng dù ở bất kỳ đâu đều có thể giám sát được các phương tiện của mình chỉ với một máy tính hoặc điện thoại cầm tay có kết nối mạng. Việc áp dụng công nghệ camera giám sát hành trình vào quản lý phương tiện đã mang lại lợi ích vô cùng to lớn với các doanh nghiệp sử dụng phương tiện và với toàn xã hội, giúp người sử dụng phương tiện tối ưu thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng điều phối, giám sát và quản lý. Đối với sản phẩm về camera thì trên thế giới cũng như các nước phát triển thì đã phát triển cái công nghệ AI rất là mạnh rồi. Thì trong thời gian gần đây thì công ty SkyShop đã tiến hành nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng AI vào để giải quyết các bài toán xử lý hình ảnh với cái số lượng hình ảnh và video rất là lớn trong việc giám sát. Từ đấy là mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian để mình tổng hợp dữ liệu cũng như là dữ liệu cho khách hàng, cũng như là khách hàng sẽ có thể trong thời gian rất là ngắn có thể tổng hợp được là quốc khách hay là cái tính hiệu quả trong quản lý của mình. Sau thời gian nghiên cứu và phát triển, sản phẩm camera giám sát hành trình của SkyShop đã được các cơ quan có thẩm quyền như Cục Viễn thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam kiểm định và chứng nhận sản phẩm đạt các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Công ty SkyShop đã và đang triển khai sản phẩm trên toàn quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Hiện tại, SkyShop đang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực giám sát hành trình.